dựng video hoặc là các bạn để nghe ha, rất là nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ các bạn copy một cái file tiếng Anh hay là một cái bài giảng nào đó, các bạn chuyển nó thành file MP3 để nghe thì rất là tiện. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phương pháp mà biến văn bản thành giọng nói ha, nó sẽ rất là hữu ích cho các bạn trong nhiều cái trường hợp khác nhau. Và để làm được điều đó thì các bạn sẽ tải về một cái phần mềm có tên là T2S này nha. Thì nó ở trên CS Play và nó miễn phí, nó có dung lượng chỉ là 6.5MB thôi. Đó. Khi bạn tải về chúng ta sẽ có một cái giao diện như thế này ha. Thì các bạn chỉ cần đánh văn bản vào hoặc là copy ở trên web vào đây. Ví dụ như đây mình đã gõ một cái từ là hóng hớt công nghệ rồi. Đầu tiên thì các bạn muốn bấm vào đây để cho nó đọc nè. Hóng hớt công nghệ. Đó, đó là nó đọc ha. Và nếu như các bạn muốn biến nó thành cái file mà âm thanh á, các bạn chỉ cần bấm vào ba chấm này nha. Thì các bạn chọn cái tính năng là Export as Audio File. Thì nó sẽ cho chúng ta lưu dưới cái định dạng âm thanh là WAV và MP3. Thì để phục vụ nhiều cái tính năng, ví dụ như làm video với cái dạng âm thanh này, thì các bạn nên chọn MP3 để cho nó tương thích với nhiều cái phần mềm chỉnh sửa hơn. Ví dụ đây mình sẽ chọn MP3 nha. Và các bạn lưu ý, khi mà các bạn muốn lưu nó thành MP3 thì các bạn phải cài đặt một cái phần mềm nhỏ nữa để hỗ trợ, gọi là plugin. Thì chúng ta sẽ chọn Install. Thì cái phần mềm nhỏ này thì nó sẽ có cái dung lượng là 825KB thôi, cũng rất là nhẹ. Chúng ta sẽ bấm vào cài đặt. Còn nếu như các bạn muốn chuyển qua âm thanh WAV á, thì chỉ cần bấm chuyển thôi, khỏi cần mất công tải cái này về ha các bạn. Đó. Thì trong lúc mà chờ đợi nó tải thì mình sẽ giới thiệu thêm rất là nhiều cái tính năng hay của nó nha các bạn ha. Đây, các bạn bấm vào cái phần mà bánh răng cài đặt này nè. Đó, bấm vào. Thì đây nó sẽ cho chúng ta chọn rất là nhiều cái chất giọng khác nhau á. Mình đang chọn 6 nha, thì các bạn cái chọn 1 nè. Ví dụ mình sẽ thử 1 cho các bạn xem ha. Đó, 1 nha. Rồi cho đọc. Hóng hớt công nghệ. Đó. Thì đây là nó gần như là cái chất giọng của chị Google nha. Thì mình sẽ thử một cái giọng khác để cho các bạn xem nữa. Ví dụ như tiếng Việt 4 đi. Đó. Đọc nha. Hóng hớt công nghệ. Đó. Thì ngoài cái việc mà chọn được những cái ngôn ngữ này thì chúng ta sẽ chọn được cái tốc độ đọc nhanh chậm, mặc định của nó là 1 nha. Hai cái thanh này thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng mà các bạn sẽ bấm. Thì ngoài tiếng Việt ra thì nó còn có thể đọc được tiếng Anh nè, tiếng Ba Lan và rất là nhiều những cái ngôn ngữ khác nhau, rất là nhiều những ngôn ngữ khác nhau, tiếng Trung, tiếng đủ thứ tiếng hết nha các bạn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái tính năng nữa là copy to paste. Đó, thì mặc định của nó là tắt, thì các bạn bật lên nè. Đó, các bạn bật lên nha. Thì cái tính năng này để làm gì? Tính năng này khi cái bạn bật lên rồi á, các bạn chọn một cái, ví dụ như các bạn sẽ vào một cái trang web đi, mình làm biến đọc quá thì mình sẽ bấm vào cái phần đó copy và chọn sao chép, thì nó sẽ hiện lên một cái biểu tượng như này và các bạn bấm vào nó sẽ đọc cái những cái đoạn mình vừa. Các nhân chứng của vụ máy bay chở 62 người mất tích ở Indonesia cho biết họ đã chứng kiến một vụ nổ khi phi cơ rơi xuống biển theo BBC. Đó, thấy không các bạn, thấy không? Nó đọc cho mình nghe. Ngoài những cái việc mà đọc ở trên web nè, thì nó còn có thể đọc được tin nhắn hay là nội dung Messenger mà chúng ta không muốn đọc. Thì cái tin nhắn nè, ví dụ mình sẽ cho nó đọc thử tin nhắn này nha. Các bạn bấm vào và chọn sao chép văn bản, rồi bấm vào cái biểu tượng của nó. Đến ngay 200MB một ngày, 6GB một tháng, lướt internet tốc. Giả sử như các bạn sẽ vào cái trang web và các bạn muốn lấy một cái nội dung này ha. Các bạn muốn lấy một cái nội dung này, chúng ta chỉ cần chọn copy. Sau khi mà copy xong á, các bạn sẽ bấm vào phần 3 chấm ở trên phần mềm T2S nè. Đó, phần 3 chấm. Và các bạn chọn New File. New File, sau đó các bạn nhấn giữ nè. Và các bạn dán cái nội dung mà chúng ta vừa copy được ha. Cứ lấy những cái nội dung mà các bạn thích ở trên web để về làm nghe hay là làm gì đó ha, tùy theo cái mục đích sử dụng thôi. Thì các bạn, ví dụ như các bạn sau khi paste vào, các bạn sẽ chọn 3 chấm này, các bạn chọn add cái lưu dưới dạng MP3 nha. Đó, cái file load in thì nãy giờ nó vẫn chưa có cài xong á, có thể là do cái tốc độ mạng ở cái khu vực này nó hơi yếu nha các bạn, ngoài 87% mà đang cài đặt. Rồi, sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ có thêm một cái biểu tượng này nữa ha. Thì bây giờ nó đã có khả năng là lưu sang MP3 rồi. Đã. Lưu sang MP3. Chọn 3 chấm. Export MP3 ha. Thì lưu thì nó sẽ chọn, nó hỏi mình muốn chọn cái bitrate là cao hay thấp. Kéo xuống này là thấp, cao thì nó sẽ tốn nhiều dung lượng hơn, nhưng mà chất lượng âm thanh của mình sẽ tốt hơn. Thì các bạn nên để trung bình là được rồi.
và chọn sale ha. Thì khi chọn sale á, các bạn sẽ để mặc định cũng được, hoặc là các bạn đặt một cái tên cho chúng ta dễ nhớ, ví dụ như là ở đây mình chọn là hóng hớt.mp3 và chọn lưu. Đó. Rồi. Nó chỉ mất rất là ít thời gian, ít để lưu ha, chỉ có vài giây để lưu thôi. Và sau khi lưu, các bạn có thể tìm nó trong cái phần mà tải xuống nè. Đó, các bạn vào phần tải xuống của điện thoại nè. Đó, hóng hớt nè các bạn. Hóng hớt nè, mở lên. Đó, chọn cái phần mềm nghe nhạc đi. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một quả bom hoặc một trận sóng thần, vì sau đó chúng tôi đã nhìn thấy một cột nước lớn từ mặt nước sau vụ. Đó, thấy không? Thì các bạn có thể sử dụng cái file này để dựng video, hoặc là các bạn để nghe ha, rất là nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ các bạn copy một cái file tiếng Anh hay là một cái bài giảng nào đó, các bạn chuyển nó thành file MP3 để nghe thì rất là tiện. Chúng ta nhìn mắt nhiều quá thì nó cũng gây mỏi mắt, và mắt chúng ta cũng cần được nghỉ ngơi, thì cái phần mềm này nó rất là thích hợp ha. Ngoài ra nó có rất là nhiều tính năng khác nữa, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn luôn nè. Nhiều tính năng, ví dụ nó tích hợp trong đây một cái trình duyệt sẵn luôn ha, để chúng ta lướt web trực tiếp trong đây mà không cần ra ngoài. Ví dụ cái mình sẽ đánh cái zin.vn ở trong đây để xem nó như lướt web như thế nào ha. Khi mà lướt web trong đây á, thì ví dụ chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn cái tính năng là đọc từ đây, thử coi. Hải duy trì ở miền Bắc đến hết ngày 10 tháng 1. Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến khu vực chuyển sang trạng thái rét khô những ngày tới, nhiệt độ ban ngày tăng nhanh. Mỹ Hà, chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2000. Đó, thì cái trình duyệt tích hợp bên trong nó thì nó sẽ cho chúng ta cái tính năng là đọc từ trong trình duyệt luôn nè, hoặc có thể là copy một cái đoạn văn bản để đọc đó. Rất là nhiều những tính năng khác nhau. Sử dụng cái bản miễn phí là nó sẽ kèm theo quảng cáo nha. Còn nếu các bạn muốn không có quảng cáo thì các bạn có thể chọn lên cái bản Pro, thì các bạn chọn là phiên bản Pro version nè, thì chúng ta sẽ tốn 47.000, nhưng mà mình nghĩ cái bản miễn phí này là đủ sử dụng rồi. Thì đối với bản Pro thì chúng ta sẽ không có quảng cáo ha, và chúng ta sẽ có nhiều cái tính năng hơn. Ví dụ như cái tính năng chỉ cần copy một cái link trang web thôi thì nó sẽ bắt toàn bộ những cái chữ, những cái ký tự trong đó. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu những cái tính năng của bản Pro luôn cho các bạn tham khảo ha. Thì ngoài những cái tính năng tương tự như những cái bản miễn phí đó thì chúng ta sẽ không có quảng cáo nè. Thì đây là cái bản Pro nha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ chọn cái link của nó, mình copy cái link đó ha. Rồi sau khi copy xong á, mình sẽ qua cái T2S Pro này và mình chọn web paper content ha các bạn. Rồi mình chọn dán. Dán cái link trang web vào đây và bấm vào cái mũi tên này nè, bấm. Thì toàn bộ cái trang web vừa rồi ha, được nó chuyển thể thành dạng văn bản hết ha. Đó, chuyển thể thành dạng văn bản hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần là cho nó đọc, hoặc là chúng ta chọn. Bây giờ chúng ta có chỉ cần là cho nó đọc hoặc là chọn lưu thành file, và cái tốc độ lưu của nó cho mình báo luôn nè. Hình như là rất là nhanh luôn, khoảng mười mấy giây thôi là lưu toàn bộ một trang web thành một cái file âm thanh. Đó là cái tính năng mà bản Pro nha các bạn. Theo cái nhu cầu của bạn thôi, thì các bạn có thể tự tay mình copy cũng được. Cái việc mà bắt link trang web này nha, thì không phải trang web nào nó cũng bắt được ha. Tùy theo trang web thôi nha các bạn. Có trang web thì các bạn copy, các bạn dán link vào thì nó sẽ không bắt được nha. Đó, cho nên là mình nghĩ các bạn cứ xài cái phiên bản bình thường có quảng cáo được rồi, và chúng ta muốn thích cái đoạn nào chúng ta chỉ cần copy đoạn đó và dán vào thôi, để sử dụng một đoạn là được rồi, chứ không nhất thiết và phải copy hết trang web ha. Thì nó cũng tương tự như vậy, thì sau khi mà nó chuyển thành cái file video á, thì chúng ta cũng sẽ vào cái phần tải về mới đây nè. Đó, thì toàn bộ cái trang web mà chuyển thành cái file âm thanh thì nó sẽ có cái dung lượng là 15,50 ha. Bảo bối tự nhiên giúp lọc sạch máu, làm thông mạch máu. Đó ha, thì nó cũng không khác biệt nhiều, một số tính năng đó thôi. Tùy theo, nếu mà các bạn cảm thấy có nhu cầu này thì các bạn cứ chọn cái bản Pro. Ở đây chúng ta sẽ có cái phần tắt đó ha. Phần tắt thì chúng ta sẽ gõ là hóng hớt. Đó, ví dụ hóng hớt công nghệ nha. Hóng hớt công nghệ. Đó, thì bấm vào đây thì nó sẽ lên như cái dạng tin nhắn và nó sẽ đọc. Thì cái này nó sẽ phù hợp đối với những người mà khiếm thị á. Ha, bấm vào. Các bạn nghĩ sao về cái phần mềm T2S chuyển văn bản thành âm thanh này, và các bạn thấy cái video này có hữu ích hay không thì hãy comment phía bên dưới video ha. Các bạn nghĩ sao về cái phần mềm T2S chuyển đổi văn bản thành âm thanh này, thì các bạn thấy nó có hữu ích hay không thì hãy comment phía bên dưới video. Và trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha.